Xin chào mọi người và nhất là những người tuổi Hợi. Đây là video mình sẽ chia sẻ về cái tử vi của tháng Canh Ngọ, tức là tháng 5 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tất cả những người tuổi Hợi. Thì phải công nhận một điều rằng năm nay tất cả những người tuổi Hợi thì sẽ bị thái tuế nhập hạn. Có người thì bị trực thái tuế, có người thì bị hình thái tuế, tùy vào cái tuổi. Cho nên là người ta nói là thái tuế nhập hạn thì không nạn cũng tai, gọi là năm tuổi thì đặc biệt là khó khăn. Những người mà bị trực thái tuế như các em trai em gái tuổi Quý Hợi thì trải qua phải nói là 4 tháng đầu năm thì cực kỳ có nhiều cái khó khăn, đặc biệt hết là trong cái tháng 4, với cái tháng 4 Kỷ Tỵ, Kỷ khắc Quý và Ất khắc Kỷ thì người Quý Hợi và người Ất Hợi gặp rất là nhiều khó khăn. Phải nói rằng là ở đây là những ngày cuối cùng của tháng Kỷ Tỵ rồi, có thể nói là các bạn đã thấy được cái ánh sáng ở cuối đường hầm. Tại vì như đã nói thì tháng Kỷ Tỵ rất xấu đối với người Quý Hợi và Ất Hợi. Những cái người khác như Tân Hợi thì cũng không tốt đẹp, tại vì từ đầu năm tới giờ là cái phần lớn là nó, người ta gọi là thái tuế nhập hạn mà, nó cứ gặp trục trặc này đến trục trặc kia, gia đạo không có mấy ổn thỏa, ảnh hưởng đến phần công việc luôn cả của ấy, nhưng của mọi người. Nhưng mà đặc biệt thì với Tân Hợi, những người tuổi Hợi thì năm nay là người nam sẽ xấu hơn người nữ, vì có những cái sao chủ xấu, còn sao chủ của người nữ thì nó sẽ đa phần là tốt đẹp, có thái dương thái âm, nhưng mà nam thì dướng vào la hầu ha, kế đô. Người ta nói mà nam mà dướng vào kế đô thì không xô cũng ngã. Trong đây thì có hai cái tuổi Hợi sẽ bị dướng kế đô ở trong cái năm Kỷ Hợi 2019. Thì bây giờ mình sẽ đi trở lại cái vấn đề chính mấu chốt, đó là tháng 5 âm lịch, tháng Canh Ngọ. Thì đầu tiên hết thì mình phải nói tới người Tân Hợi, sinh năm 1971. Thì xét về mạng á, thì người mà Tân Hợi sẽ cũng không có phải, người Tân Hợi gặp cái tháng mà tháng Canh Ngọ thì là Tân Hợi là Kim, Canh Ngọ là Thổ, cho như vậy là được Thổ sinh Kim, bản mệnh được tương sinh, như vậy thì các phúc tinh và tài tinh sẽ tốt đẹp. Không như cái tháng Tư là Mộc và Kim khắc Mộc của Kỷ Tỵ, tháng Kỷ Tỵ là tháng Mộc, làm cho người Tân Hợi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt với nam mạng, với cái sao Thái Bạch từ đầu năm tới giờ thì không có ngon lành. Còn về thiên can á, thì Tân Canh là không xung không hợp về trạng thái của tử vi. Tuy nhiên là Tân Canh là cùng hành Kim, nạp âm ngũ hành là Kim, cho nên là tốt đẹp về thiên can. Ngọ Hợi thì tự chủ bình hòa, như vậy người Tân Hợi trải qua tháng Kỷ Tỵ gặp nhiều khó khăn thì đến cái tháng 5 thì có được nè ha, bổn mạng được tương sinh, thiên can thì không xung không khắc cùng hàng, nạp âm ngũ hành là cùng nạp âm ngũ hành là Kim nữa thì dễ sinh tài lộc. Địa chi thì Hợi với lại Ngọ là tự chủ bình hòa về mặt tử vi. Chỉ có nạp âm ngũ hành là Ngọ là Thủy, Hợi Ngọ là Hỏa, Hợi là Thủy thì bị tương khắc, thì gia đạo nó cũng sẽ có chút rắc rối nhưng mà không quá nặng nề. Tại vì mình đã nói rồi, người Tân Hợi năm nay là bị đa phần những người tuổi Tân Hợi là bị thái tuế, một là hình thái tuế hay là trực thái tuế thôi. Người Tân Hợi thì bị hình thái tuế, cho nên là gia đạo sẽ không yên vui. Tiếp đến đó là các em trai em gái, có thể nói là người xấu nhất của năm nay, có mang cái tử vi xấu nhất của năm nay, đó là người Quý Hợi sinh năm 1983. Thì các em trải qua cái tháng Tư, tuy là còn vài ngày nữa nhưng mà nó là đúng là cực kỳ khó khăn. Anh cảm nhận được điều đó, rất là nhiều khó khăn bởi những người Quý Hợi gọi điện cho anh trong tháng Tư cũng như là từ đầu năm tới bây giờ. Thì tháng 5 âm lịch, tháng Canh Ngọ đối với người Quý Hợi thì lại là một tháng coi như là tốt đẹp, tốt đẹp ở mặt nào nhưng mà cũng sẽ có mặt xấu. Tại vì sao? Từ Quý Hợi á, là đại hải thủy, mà đại hải thủy thì gặp tháng Canh Ngọ là tháng Thổ, cho như vậy là mệnh là Thổ thủy bị tháng tương khắc bản mệnh của mình, như vậy thì là bổn mạng cũng coi chừng không có yên vui.
Nên nhớ là 2 tháng 5, tháng 6 Canh Ngọ và Tân Mùi của năm nay là 2 tháng vượt cực thổ của cái năm thổ vượng. Năm nay là năm mộc nhưng mà nạp âm ngũ hành là thổ vượng, can kỷ thuộc âm mà, trung vận là thiếu cung cho nên thổ sẽ vượng. À cho nên là không tốt đẹp cho cái bổn mạng của mình, của các em trai em gái tuổi Quý Hợi, với cái sao nam là hầu, nữ kế đô, rồi mọi chuyện ha, kỷ khắc quý của năm, nói chung là mọi điều xấu, thì bổn mạng của các em cần phải cẩn thận ở trong tháng này. Thiên can á, thì canh quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. À, thiên can của chữ canh á, canh ngọ đó, là thuộc kim, quý là thuộc thủy, cho nên là thuộc dòng tương sinh kim sinh thủy, cho nên là tài lộc công việc của tháng năm không có vấn đề, thậm chí là có sinh tiền nhưng mà không có nhỏ, không có quá lớn, là nhỏ 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 thôi. À, địa chi thì ngọ hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc, cho nên là báo hiệu gia đạo cũng là không có vấn đề đối với tuổi của các em ha. Đó là một cái điều mà thực sự là một tín hiệu tích cực. Rồi, tiếp đến đó là các em Ất Hợi sinh năm 1995. À, so với những người tuổi Hợi thì Quý Hợi xấu nhất, Ất Hợi xấu nhì, thì Ất Hợi ở trong cái tháng 5 âm lịch này cũng có tín hiệu tích cực. Lý do là sao? Lý do là ha, thiên cái mạng là xét về trụ mạng thì Ất Hợi là thuộc hỏa, như vậy là sinh thổ, sinh xuất về bổn mạng, sẽ đỡ đần hơn, bổn mạng của Ất Hợi sẽ đỡ đần hơn, không bị nguy nan nhiều như là Quý Hợi, vì Quý Hợi là bị tương khắc, dù gì là sinh xuất thì bổn mạng sức khỏe yếu đi thôi ha. Thiên can Ất với canh á, là thuộc ngũ hợp, đây là hợp nhân về chữ nghĩa, cho nên có thể nói là công việc làm ăn dễ sinh tài lộc, hanh thông. Và địa chi ngọ hợi thì tự chủ bình hòa, gia đạo tốt đẹp. Như vậy thì tháng năm âm lịch đối với người Ất Hợi thì có chút tín hiệu lạc quan hơn. Rồi tiếp đến đó là người Kỷ Hợi sinh năm 1959. Năm nay năm Kỷ Hợi luôn. Thì người Kỷ Hợi á, là mệnh là bình địa mộc, gặp thổ, như vậy là mộc khắc thổ. Xét về trụ mạng như vậy thì bổn mạng cũng có chút không tốt đẹp ha. Người ta nói là năm tuổi luôn thì cần cẩn thận nhiều điều. Với tháng năm mà tháng thổ vượng thì mộc khắc thổ, thì dù sao đi nữa thì mình khắc nó cũng nhẹ nhàng hơn ha. Rồi về thiên can thì canh kỷ là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Cũng như đã nói là canh thì thuộc kim, kỷ thì thuộc thổ, như vậy là thổ sinh kim, thuộc cái vòng tương sinh thổ sinh kim, cho nên là công việc tài lộc của cái tháng năm âm lịch đối với người Kỷ Hợi cũng không có vấn đề, cho nên các anh chị Kỷ Hợi cũng không quá lo lắng. Địa chi thì ngọ hợi tự chủ bình hòa, không có chuyện gì hết, cho nên là cũng tốt đẹp. Nói về từng tháng thôi, nói về riêng cái tháng năm thôi, nhưng mà bao trùm bên ngoài thì các anh các chị đều là bị các anh Kỷ Hợi là bị trực thái tuế, cho nên là sẽ không cũng có tạo cái sự khó khăn. Tuy nhiên là cái tháng này nó rực sáng lên, nó phần nào nó đỡ đần đi ha. Rồi cuối cùng đó là các em hoặc là các bác tuổi Đinh Hợi, nếu mà các bác Đinh Hợi là sinh năm 1947, còn các em Đinh Hợi là 2007, những người này là mệnh thổ. Như vậy là xét về trụ mạng là thổ đồng hàng, sức khỏe bổn mạng ok, không vấn đề ha. Rồi còn xét về thiên can chữ Đinh Ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về tử mây. Đinh thì thuộc hỏa, Ất Đinh canh, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên Đinh thì thuộc hỏa, canh hay thuộc kim, cho nên là bổn cái nạp âm ngũ hành là tương khắc, cho nên là cũng có chút khó khăn về công việc, về những cái mối quan hệ không tốt đẹp. Ngọ hợi thì tự chủ bình hòa, thì một là các em này tuổi 2007 thì còn quá nhỏ, hai là các bác là quá lớn, thì mình chủ yếu là xét về bổn mạng, thì bổn mạng của các em và các bác này là cùng là thổ, gặp tháng thổ thì bổn mạng không có quá nguy nan, không phải cần phải lo lắng gì nhiều, tự vì không có những người này là không phải ở trong tuổi lao động, không có trong làm ăn rồi này kia, cho nên là
xét về cái chủ thiên can về cái chủ công việc á, thì nó có xung khắc nhau chút xíu nó cũng không vấn đề. À như vậy thì rõ ràng với cái tháng 5 âm lịch đối với người tuổi Hợi thì có nhiều điều tích cực rõ ràng, chứ không phải là giống như cái tháng 7 đầy những khó khăn và vấp váp. Các em mà quý Hợi ha, rồi Ất Hợi, tháng này tốt, tháng 6 cũng sẽ tốt hơn. À cho nên là coi như đây là một quãng nghỉ cho những cái hành trình leo dốc của cái năm Kỷ Hợi 2019. Hy vọng rằng là những cái chia sẻ này sẽ đem lại cái tín hiệu tích cực cho các em tuổi Quý Hợi, các em nhỏ tuổi Ất Hợi và các anh các chị tuổi Tân Hợi thêm một cái động lực để mà phấn đấu vượt qua cái năm mà bị Thái Tuế nhập hạn. Rất vui vì mọi người chú ý đón xem. Ai xem video này thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Hợi biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái tử vi phong thủy về tuổi của mọi người hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye.